Hello các bạn, ngày hôm nay tụi mình sẽ đi sinh qua và trải nghiệm cáp treo dài nhất thế giới. Xin chào các bạn đi cùng mình nha. Nghe bên cái khu bên kia giống Santorini giống rồi. Bé đi vào trong các bạn, đi vào khám phá sinh qua. Ở đây cũng là lần đầu tiên mình đây. Đây, quầy vé của sinh qua. Giá vé là 400.000. Giá vé ưu đãi cho người duyên gian là 300.000. Ở đây có một cái khu ở bên phía bên này khá là đẹp các bạn. Hôm bữa mình có nói là nhìn giống Santorini đây. Bao nhiêu em à? Đây là thời gian bảo hành của cáp treo các bạn. Có thân nghiệp trước khi vào. An toàn nghe nè. Không phải đeo khẩu trang rồi. Lần này quay phải đeo khẩu trang xuyên suốt. Say hello đi. 7 giờ mình đi vậy. Bây giờ là tụi mình qua vào lúc gần 10 giờ các bạn. Mình sẽ chơi tới chiều tới 17:30. 17:30 thời chiếc cuối cùng quay trở lại đất liền. Háo hức quá. Mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá cáp treo dài nhất thế giới. Đúng rồi, ngày mình làm gì cũng phải nhất thế giới vậy các bạn. Không là ghế này cắt. Ok chị, cảm ơn chị. Đây, bây giờ mình đi vào cáp treo nè. Hôm nay cũng ngày thứ 3 rồi. Ngày thứ 3 với lại cũng đang trong mùa dịch nên cũng hơi vắng. Hơi vắng khu cáp treo to lắm rồi. Các bạn dưới là những cái nhà bè. Đây có một cái nhà của anh. Đứng ở đây cảm giác giống như là mình nhảy bungee vậy các bạn, cao quá. Đó qua tới sinh mơ nè, sinh mơ đó các bạn. Mấy bạn đây là trò chơi, thông tin về trò chơi của ngày hôm nay. Rất là nhiều trò, nhưng mà trong này up hết 3 trò. Rắn biển tí hon, cái thứ 20 trò. Bây giờ mình đi vào trong nè. Các bạn ơi, hiện tại là ở mấy cái trò chơi công viên nước ở Sun World họ không cho anh em theo GoPro các bạn, mà không có đây không có quay được cho các bạn xem. Mà mình xíu nữa nếu mà có trò nào mà đem được theo đem GoPro theo được thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Ok. Yeah, giờ được vào các bạn, giờ mình lấy đồ xong rồi đi. Ok. Đây có cái vòng khá là đẹp này. Khá là cute. Anh cổng cho nè. Cùng trẻ em xin cảm ơn. Các bạn bây giờ mình sẽ lên chơi trò đầu tiên.
đầu tiên mình khá là sợ. Hả? Sao? Kính kìa, mình chui vô cái phòng thiệt luôn á mọi người. Ghê không, ghê không? Đây là trò chơi đầu tiên, đó là cuộc chiến mãng xà. Ở đây có mỗi cái đó là tôi đang chơi rồi đó. Thấy vậy, thật sự chơi cái trò đó bị đập đầu hết lần. Đập chảo á. Ủa, cậu thay này lại chơi. À. Ôi. Ôi. Cái này. Em không đi rồi đó nghe. À. Anh đi không? Cái này. Thấy bạn thường thường đầu tiên mình sẽ chơi trò này. Cười lên nè. Nè, đừng có sợ nè. Đừng có sợ nè. Cái này có gì đâu. Sợ có gì đâu. Chuẩn như đó luôn các bạn. Cái chơi trò này đầu tiên các bạn. Cái đó thì... Có một nền kim bơi đây không có. Chắc là em nhé. Ok. Mình kéo đúng không? Các bạn bây giờ mình đi nha. Ok các bạn, nãy mình đã đi một vòng rồi. Bây giờ mình sẽ đi thêm một vòng nữa với chúng em. Đừng có đốm, nín thở luôn em, nín thở. Ở trong mình nghe chị đếm không? Nghe nghe, máy điểm. Đếm, 1, 2, 3, nín thở nha. Nín thở tới giữa hơi, thở thở. Yeah. Hoa đen bằng cái ống luôn rồi. Ok, bây giờ mình đi nha. Các bạn, trò đầu tiên mình chơi đó là ống trượt đó. Ống trượt này, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục chơi tới trò thứ hai. Trò đầu cũng chưa đáng sợ lắm. Sân rút nhận khá rộng các bạn, rất là nhiều người chơi luôn. So với đầm sen này thấy hiện đại hơn rất là nhiều. Có nhiều trò mà mình chưa chơi hết nữa, không biết nữa mình gọi sẽ chơi như thế nào. Bây giờ mình di chuyển tới trò thứ hai đã. Mình để tháo luôn rồi. Đó lần đầu tiên mình bị trượt như trượt ống này mà bị kêu pháp trong tay ta. Các bạn đi vô trượt ống này thì không được đeo bông tai nên mình di chuyển qua chỗ khác. Các bạn bây giờ mình sẽ lấy phao để vô. Đây cái trò này mình sẽ chơi được 2 người. Để chơi được 2 người mình sẽ đi với lại như mình mới được. Giờ đi chơi trò nào trước đây? Đây. Đây. Đây, trượt qua tới đây các bạn. Màu xám là chơi vui các bạn, còn màu vàng là chơi kiểu lên, tới xoay 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 xoay. Các bạn bây giờ mình đi chơi các bạn. Đi ống chặt. Các bạn bây giờ mình sẽ đi thử hai cái ống này. Mỗi ống sẽ đi 4 người nhưng mà mình không quay được rồi nên xíu mình sẽ quay người ta đi xuống thôi. Cho bạn xem nó như thế nào. Đây. Có người chuẩn bị xuống nè. Ở đây người ta không có cho cầm GoPro theo các bạn. Đây cũng khá nguy hiểm. Mời nữa mình cũng đi từ ống này xuống nhưng mà tại vì không có cho quay á. Thôi bây giờ mình quay trước cho các bạn xem cái lúc xuống như thế nào. Đó đó đó, nghe tiếng rồi đó. Ủa sao nói chuyện dữ vậy ta? Ở trong nói chuyện tâm sự với ông. Đây nè. Đây. Mình vừa xuống rồi, cái chỗ cái ống xanh này thì có 4 cái 3 cái cục xoáy.
mà chỗ của em nó không còn báo cái nào chứ, cái chỗ mà sấy, cái chỗ mà sấy là ngay cái khúc chỗ ở bên ngoài luôn. Nhất sợ bây giờ đi xuống luôn. Ủa chị chuyên gia bị đẩy ra đằng trước nè, pha chị bị đẩy ra đằng trước khi mà nghe chỉ có cảm giác là từ nhắm mắt từ đầu tới chân nghe ngồi sau cùng á. Pha có không có ai bị nước té vô mắt ngoài pha nước tạt thẳng vô. Bây giờ mình đi chơi tiếp. Các bạn chờ tiếp theo mình sẽ cho đó là dòng sông lười. Chơi dòng sông lười xong rồi đi ăn. Cứ để vé đi Hoàng ơi, đấy. Có vào 2. Mình lười mà. Dòng sông lười mà. Đây là những thanh niên 12 giờ trưa đi thả sông lười. Không ngủ được luôn á. Lúc vừa quay là vừa bị lật rồi. Dạ lên là thả thằng lại thôi. Thả thằng lại. Hai. Đi lên đi. Có chỗ lên này nè. À thế à. Cái bạn thì bây giờ rồi ăn trưa xong rồi. Tiếp tục sẽ chơi thêm một vài trò ở đây nữa. Thì bây giờ mình sẽ dắt các bạn đi cùng với mình để trải nghiệm những cái trò ở công viên nước. Ông mở đi chung. Các bạn bây giờ mình sẽ qua. Ồ cái này phao ngồi chung luôn nè. Trời đã chút màu đi. Bốn người, năm người, sáu người. Có thể là 4 người. Đúng rồi. Vừa đủ luôn nè. Các bạn bây giờ mình sẽ chơi cái trò này. Chơi bằng phao 4 người. Nhiều xíu nữa mình sẽ quay người ta chơi chứ mình không được đem máy theo nên không biết mình chơi như thế nào luôn. Đây, cái phao này các bạn. Phao này sẽ đi 4 người lên trên đó và trượt trong vòng ở đây. Xong rồi rớt xuống đây. Các bạn cái trò này nãy mình không có chơi được nên mình để quay cái hành trình của người ta chơi như thế nào các bạn chơi nha. Nãy mình vẫn chơi rồi nhưng mà mình không có quay được. Đây. Tới rồi nè. Đây là phao gia đình các bạn. 6 người luôn. Cái này cũng không có sợ lắm. Cái này thì trò này nhẹ nhàng. Giờ mình đi tiếp qua trò khác nha. Đủ khó rồi. Các bạn bây giờ mình sẽ chơi thử cái trò này. Lại nhòi vòng xuống tới dưới thôi. Rồi, xíu nữa mình sẽ lên đi bạn. Mình vừa chơi nó đau lưng lắm mày, giờ mình sang tìm trò khác. Thôi lên đi thả trôi đi. Xong rồi tí mình sẽ ốp ở đây. Không có, không quay cái này thôi. Các bạn bây giờ mình sẽ chơi cái bự nhất ở cái khu này, đó là cái ống vàng này. Không biết là nó ghê cỡ nào. Nhưng mà mình sẽ thử. Xong mình sẽ chơi cái này. Ủa xịt cái anh vậy để ngầm thử cho nè. Nguy hiểm tại mà sao mọi người đi nhanh quá vậy. Nhanh mà đi lên thì lâu mà đi xuống nhanh dữ. Ừ đúng rồi, nó ngắn ngủn rồi. Nó chơi xong cái trò to nhất ở đây nhưng mà không có ghê, không có lấy sợ. Quên coi tên có rồi. Cái trò xám xám mà anh chơi tên gì quên rồi. Như là cái gì, cái gì nãy em nói gì sống gì Golden Way á. Mà nó là cái gì? Hải lưu tinh nghịch. Hải lưu tinh nghịch. Trò nó tên là hải lưu tinh nghịch. Còn cái kia? Cái gì? Cái gì? Tobia, Twitter gì đó. Ờ, Tropical, Twitter. Rồi bây giờ xong hết trò rồi. Mình có những trò hôm nay họ không còn trộm nữa bạn. Có thể về chiều rồi nên có những trò mình không chơi được. Bây giờ mình xuống dọc sông lầu rồi chuẩn bị theo khỏi cái này. Đúng rồi. Không có người làm á. Có chỗ một người làm 2 tầng luôn à. Xuống thôi. Dạ
rồi. 1 2 3. Nó nói nổi. Các bạn bây giờ xong một ngày trải nghiệm ở SinWorld thì tụi mình đi về. Còn chiều về của cáp treo dài nhất thế giới. Đúng rồi, dài nhất thế giới, mình cứ lộn hoài. Nghe dài nhất thế giới, tự hào. 7899,9m từ đất liền đi vào các bạn. Mình đúng rồi. Mình nghe nhất thế giới mình cũng hơi ngượng ngượng, nhưng mà thật sự là nhất thế giới thiệt các bạn. Ghê thiệt. Cái khu bên này thì có cáp treo cũng đáng trải nghiệm các bạn. Cái nữa là công viên nước cũng có nhiều trò cũng hay, nhưng mà cũng chưa đặc sắc quá mạo hiểm này cũng chưa hẳn, nhưng mà có cái cáp treo cũng khá là tuyệt vời, đáng để trải nghiệm. Ăn thì ngon các bạn. Xong rồi bây giờ check out thôi. Ở đây các bạn có thể check out trễ nhất là 5:50 chiều. 5:50 luôn em. Yeah, bye bye SinWorld. Bây giờ mình xếp hai hàng 30 người một cabin, nhưng mà mình sẽ hạn chế lên đông. Mình lên cabin cái nào. Đây các bạn, cáp treo cáp to. Ủa xanh máy bay rồi mà. Đâu có máy bay đâu, máy bay SinWorld. Quay. Đây mình lên nữa các bạn. Mình đi một cabin nữa các bạn. Phú Quốc các bạn, thì rất cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và nếu như các bạn có những góp ý nào đó về video của mình, các bạn có thể comment phía bên dưới thì mình sẽ trả lời những video tiếp theo. Và ngày hôm nay cũng kết thúc hành trình rồi, bây giờ cũng 5 giờ chiều rồi, thì ở SinWorld họ trả khách đến 5:30. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.